quá hạnh phúc khi ngày hôm nay cô vợ khờ được một người giúp đỡ đi mua một món quà siêu to khổng lồ luôn cả nhà ơi. Bữa nay món quà trà bá luôn hen. Mời em, mời em. Cũng lạnh đó mọi người. Rồi rồi không dẫn ông đi theo. Tao dám dẫn quá trong cầm thôi. Trời ơi, hôm nay đã nấu rồi. Xong luôn rồi các bạn. Này bé Trinh nhận được món quà lớn của mình rồi. Đi từ từ dí không kịp Trinh ơi. Mừng quá hả? Vậy. Thấy cái tung lưỡi đây. Trời. Vậy tủ tủ lạnh mà chịu mấy trời. Cái nào? Cái này nhiêu? Cái này nhiêu? Đó nó không có inverter đó, không tiết kiệm điện, kiếm tiết kiệm điện á. À, cái đó cũng hiệp mà. Người đẹp có giảm giá không? Đẹp này có giảm giá đi. Có đi. Hỏi 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 người đẹp chứ bộ. Rồi tóc lòng của Mạnh Thường Quân cũng cho qua mình khi bao nhiêu thì sẽ bao nhiêu anh Kiên? Bên cô chú là người ta là gửi là bao nhiêu? Cái này là có nói với cô chú là không có tiền điện. Không có tiền điện thì xài nó sẽ hao điện. Cái này nó cũng gọn, hai chồng vừa xài nè, nó không có cao quá. Nó lâu mới vô mà. Đúng không? Đúng không Kiên? Hả? Đúng không? Sao? Mở lên Nguyễn Kiên gia đình nhà táo là hiện trình trà bá lên TV liền. Thấy mặt Kiên đầu tiên. Chú bấm giùm mấy chú. Chú coi Trinh Khờ coi chú ơi. Anh bấm Trinh Khờ cũng được đó. Bấm Trinh Khờ cũng được đó. Trinh Khờ là lên đó rồi. Để cho bữa nay cho anh Trinh coi cái gì? Cái mặt nằm trên TV. Quá trời đẹp rồi. Được rồi. Đồ đẹp như ca sĩ vậy tặng. Không có. Có không? Có coi. Bán người đây bán thêm chữ Trinh, thêm chữ Khờ. Chữ Trinh không chắc không vô rồi. Anh đây mát không ơi Trinh? Vô mát. Rồi.
Từ từ vô. Ừ, bấm chỉ trình mà hiện ra tao tên mày ai thiếu dữ không trời. Mày tìm không? Mày tìm mày không? Vậy coi. Đó, nó, nó. Kè lên đây. Không nào đặt cái tiêu đề gì ghê vậy? Gì mà chính khờ, gì mà lỗng cái gì tùm lum cái gì? Ai ai ta? Trình á, Trình á. Dạ. Trình. Trình hả? Dạ. Trông hết thôi nè. Thảo ơi, thằng. Phải không trời? Giống khờ là ai? Giống nào lạ chứ vậy? Nè. Ê, nào lạ Trình? Nào lạ chứ hả? Trông. Phải không? Trông hết thôi. Ờ sao lên tivi nhìn khác dữ ta? Trông tivi khác mà ngoài khác vậy? Ừ. Ở trong đi quá đẹp, mở ngoài xuống á. Chú khen nè. Chú đừng có bỏ con. Chú hả? Con không bằng bạn thường luôn. Rồi, rồi, cô mấy chú cũng hiểu tấm lòng của Trinh rồi. Rồi bây giờ giúp giờ nhiêu đó cũng nhiều rồi, giờ ngưng. Ngưng được rồi ha. Ngưng chưa? Giúp thì con muốn quay à. Muốn quay cho mạnh thùng quân giết khán giả em con để vui để cô yêu mến con á. Là bây giờ là nói chung gì là giúp nhau đủ rồi ha. Dạ. Là cũng nắm nút tập nhân rồi đã vừa đủ rồi ha. Cô cố quay con diễn không? Diễn mà phải vui chứ gà gà hoài sao. Dạ diễn thì vui rồi em mấy chú hai chồng nghe lời chứ. Nghe mà, thì nghe mà. Chắc không? Chắc, 100% luôn. Vậy hả? Dạ. Nếu mà nghe ai nói gì là xong đó nha. Dạ. Cái này khoảng bao lâu mình mới trở ra? Dạ, mời giáo anh, tại vì mới kho xa. Rồi ok. Sẵn con này nè. Nói trình bày gì? Dạ, cái này khi mua đó là nó mồm. Em hãy trong tủ là 40-50. Em xếp giá giống như 300 như vậy. Dạ, dạ, dạ. Giá 300 nha. 300 hay là tổ 4-2-9-0 nha. Ờ, dạ. Khi nhận hàng thanh toán hay sao? Thì em đổ quá đơn trước. Thanh toán luôn đi, thanh toán luôn đi. Mà không có hàng ở đây thì giao bển luôn tới bên. Dạ, tại vì giao là mấy hàng không giao anh là không giao. Tức là ở đây ở trên này là chỉ trưng bày thôi. Dạ, lấy là lấy hàng với Cao Lãnh chứ. Là chuyển lên là ngày mơ giao trước 18 giờ anh. Kệ đi, ngày mai cũng được mà, có sao đâu. Được, có được rồi. Ờ. Quay mặt lại ông Kiên, ông ai hả? Dạ là muốn giữ 29 luôn được. Kiên ơi. Đây cái tủ lạnh là. Quay lại đây coi. Cho nghe. Ừ. Ông Kiên nhịp câu nói nha. Kiên nhịp câu nói đó cả nhà ơi. Anh Kiên gia đình nhà táo rồi nha. Ơi. Bắt cá luôn. Điểm từ đấy nghe anh Kiên. Để chừng lộn nha. Lộn nha. Gung chứ hả? Rồi hiện tại là bây giờ là gửi tiền luôn. Rồi ngày mai sẽ giao. Mấy giờ chị? Dạ ngày mai trước 18 giờ anh. 8 giờ là 18 giờ là 6 giờ đúng không? Trước 6 giờ. À. Có thể là tranh thủ giao. Trời ông Kiên lâu lâu lên hình nhìn đẹp trai chứ bộ. Cờ cái bạn qua đây cờ cái. Chút chơi đáng 100 ngàn vậy. Ừ, cầm dùm mà. Đúng không? Hai buổi nay làm công thông quá. Trinh Trinh, mình có lạnh này mình buồn, ý mình vui không Trinh? Chạy chơi. Vui. Ờ, hỏi chạy chơi, chơi hỏi nhớ buồn không? Lộn. Không, em buồn rồi. Á đồ. Gì đó. Ở ừ. Nhận ngày mai đó là tôi giao. Nhận của anh muốn được. Em hẹn hò, tải giao hẹn là trước 18 giờ anh, nhưng mà không có để giao trễ đâu. Cố gắng giao sắp xếp sớm cho mình nha. Tại đơn hẹn mình đóng có đem bao nhiêu nên nó giúp cho. Cố gắng sớm sớm nè. Cười cái Trinh, cười cái ai? Ờ, cười lên, tươi cười hắn hở lên. Nghe nói nghĩ quay cái mặt cười hết nổi rồi. Giá bán là 4.290. Mình đã thanh toán cái lần giá
của bạn sẽ nghĩ rồi nha, tới nhà giao mình không cần anh có mình thương nha, cũng tặng giao đến nhà các bạn, đến giao mình cũng ngồi nha. Mình nhận của bạn rồi, mình quen nhá, nhân viên nha, mình đã tặng bán 5 cái nhân viên, khi nào nhân viên rồi mình cứ phải đợi đợi, mình đưa nhà hai mới đợi, tặng bán 3 nốt tiếp nữa hai rồi nha, cho các bạn ổn định nha. Có hàng thử là 2 năm nha, 2 năm, trong vòng tháng đầu tiên mình phạt của bạn cũng đông nha, hay là cũng xí đẹp rồi, mình liên hệ cho bạn của bạn của bên em nha. Cái vụ hồi nãy là ship giảm cho 300 nữa hả? Giờ sẽ giảm thêm được á anh. Em giảm anh. Nè 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 anh Kiên. Dạ, sao thấy cái vụ này bảo hành dễ quá anh Kiên à? Ông Hư ai bảo hành anh Kiên? Điện tổng đại. Ừ. Ông này cứ đợi tòa điện nghe ngoài trời. Dạ. Ông Kiên. Nè. Thôi đó, như ý nguyện ông đó. Có số tổng đài mà không chịu gọi, gọi điện em không à? Gì tào lao. Về coi chiều về sách qua ly này kia sẵn đi nghe. Trời, có Zalo luôn kìa. Ờ. Quá im ơi. Ông Kiên này hay quá ta. Nè trả máy không nè. Có số Zalo luôn đó ha. Vô ha. À, chứ không có phải vậy cả nhà. À vui ha. Cảm ơn cô Tina. Cô Jenny. Có gì? Gì hả? Jenny Lê chứ cô Tina Hồ. À. Là tiếng gì bốc vô quá. Tina Hồ. Ừ. Đã giúp đỡ con. Hỗ trợ con. Vui không? Dạ vui. Ừ. Là lần đầu tiên trong đời đó vậy là mình mới đặt chân là đến đây là cậu nghe. Dạ. Đó là chúc mừng ở đến hai cô không? Dạ con chúc cô đoàn bạn thất tài dòng tiền dân như nước tiền gia như dòng đập ở bên. Con chúc cô mạnh dọn thân thể, con cảm ơn cô. Con cầu làm hoài ha. Dạ. Tiền gia như dòng đập ở bên hoài ha. Rồi thôi cố gắng làm ăn nha. Dạ. Rồi đó giúp rồi. Cho Bình chào cả nhà luôn nha. Mình cũng có bốc